Em Loan mến chào anh chị đã ghé kênh Cờ Tướng TV. Với niềm đam mê cháy bỏng, hôm nay em đã sưu tầm và gửi đến quý anh chị hai ván cờ tướng rất hay và hấp dẫn giữa tài khoản có tên là Bùi Hạnh Phúc khi lần lượt đối đầu Trịnh Duy Đồng và Triệu Hâm Hâm. Anh chị mến yêu em Loan, vui lòng bỏ ra vài giây tặng em một like, một đăng ký kênh để em Loan kiếm cọng rau và sợi bún nha. Nào, mời quý anh chị thưởng thức ván cờ.
chơi đến đây, Trịnh Duy Đồng không thể đỡ nổi, vì vậy, Trịnh Duy Đồng đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha.
Chơi đến đây, Triệu Hâm Hâm không thể đỡ nổi, vì vậy Triệu Hâm Hâm đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.